Mới đây, mạng xã hội đã được một fan chấn động khi nữ ca sĩ Hà My bất ngờ tự nhận là vợ chưa từng được công khai của nghệ sĩ Hoài Linh trên trang cá nhân. Cô còn chia sẻ cả ảnh chụp cùng 5 nghệ sĩ để làm bằng chứng. Ca sĩ Hà My cho biết bản thân quyết định lên tiếng vì muốn bảo vệ 5 nghệ sĩ trước loạt ồn ào với bà Phương Hằng. Nữ ca sĩ còn ẩn ý sẽ đăng tải những tâm sự của nghệ sĩ Hoài Linh trong thời gian tới, bất chấp việc có được nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ hay không. Khi trả lời phỏng vấn qua kênh YouTube của Trai Úc, Hà My một lần nữa tuyên bố là vợ của Hoài Linh và có đủ tư cách để nói chuyện với bà Hằng thay chồng. Tôi muốn giải oan cho anh Hoài Linh và gửi đến chị Nguyễn Phương Hằng một số điều giúp làm sáng tỏ chuyện liên quan tới ông Võ Hoàng Yên. Hiện tại thông tin chia sẻ này khiến dư luận khá hoang mang. Phần đông khán giả đều tỏ ra bất ngờ và tò mò về nghi vấn này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng rất có thể đây là thông tin không chính xác. Thực hư thế nào vẫn cần người trong cuộc chính thức lên tiếng. Trước đó vào năm 2017, khi tham gia chương trình truyền hình Tình Bolero Hoan Ca, nữ ca sĩ Hà My đã dùng âm nhạc để kể về mối tình đầu của mình. Hà My nói rằng người mà cô yêu là danh hài được khán giả yêu thích. Trên sân khấu anh hài hước, nhưng ở ngoài đời anh rất nghiêm khắc. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hà My với nam danh hài là khi quen nhau, anh đưa cô về quê thăm vườn trái cây, nắm tay và hôn lên tay cô. Nghe Hà My chia sẻ, giám khảo Thanh Hằng xác nhận rằng bạn trai cũ của Hà My chính là danh hài từng vào vai Sáu Bảnh trong vở hài kịch Ra Riêng Anh Cưới Em. Mặc dù không nói rõ tên, nhưng mọi người đều hiểu đó là vai diễn nổi tiếng của danh hài Hoài Linh. Sự việc Hà My tiết lộ từng có thời gian yêu Hoài Linh khiến rất nhiều người bất ngờ. Trong một bài phỏng vấn sau khi chương trình Tình Bolero Hoan Ca phát sóng, Hà My tâm sự rằng thời điểm đó Hoài Linh có tình cảm với mình, nhưng cô không dám tiến tới vì anh đã có vợ ở Mỹ. Hà My cho biết thêm, do mỗi người có một cuộc sống lại xa cách về địa lý. Và lại, anh Linh là người đã có gia đình, sau đó tôi cũng đi lấy chồng. Cái gì cũng là định mệnh hết, phải chi thời điểm ấy anh thương tôi thì nói ra, và lúc đó anh Linh chưa đi Mỹ, chưa lấy vợ, thì mọi thứ lại khác rồi. Anh Linh ở nước ngoài, nhưng vẫn hay gọi điện và lo lắng cho tôi, dõi theo bước đường của tôi. Anh dành cho tôi một tình cảm rất nghiêm túc, chân thật. Nhưng có lẽ anh Linh không muốn tổn thương ai vì anh ấy đã có vợ. Cô cũng khẳng định không phải là người thứ ba xen vào tổ ấm của đàn anh. Anh Linh chủ động về tìm tôi. Tôi nghĩ có lẽ thời điểm đó cuộc sống hôn nhân của anh xảy ra vấn đề. Có cái gì đó thì anh mới trở về tìm tôi, chứ không phải tôi là một người biết người ta đang hạnh phúc mà đi giật chồng. Tôi tối kỵ điều đó. Đạo đức của một con người không cho phép mình làm như vậy. Tôi biết mỗi người mỗi ý, nhưng với cá nhân tôi, nếu như tôi biết đó là một cặp vợ chồng hạnh phúc, thì tôi không bao giờ nghĩ đến tình cảm này. Phá vỡ hạnh phúc của người khác là mất đạo đức nhất. Giữa chúng tôi có những chuyện hiểu lầm dẫn đến xa cách nhau, tình cảm không liên tục với nhau. Một phần do bản thân tôi, chứ anh Linh hoàn toàn không làm bất cứ điều gì khiến tôi không hài lòng. Anh Linh là một người đàn ông, mà nếu như tôi được làm vợ anh thời điểm đó, thì giờ chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nữ ca sĩ Hà My sinh năm 1978 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô thừa hưởng giọng hát trời phú từ bà ngoại, là nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Cu Năm Cần Thơ. Bố mẹ là cặp đôi nghệ sĩ Tấn Đạt Kim Hà và là cháu ruột của danh ca Thái Châu. Ngay từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, diễn xuất và được người thân tạo mọi điều kiện để theo đuổi đam mê. Từ năm 8 tuổi, Hà My đã có vai diễn đầu tiên trong vở tuồng mang tên Bao Công Xử Án Quách Què. Sau hơn 14 năm cùng bố theo đoàn, gánh hát biểu diễn ở khắp mọi nơi, tiếng hát của cô đã được rất nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Vào những năm 1990, Hà My trở thành một ca sĩ nổi tiếng chuyên hát dòng nhạc trữ tình và cải lương. Tài năng của cô được giới làm nghề ghi nhận khi danh ca Ngọc Sơn đích thân mời Hà My là nữ ca sĩ đầu tiên hát song ca cùng anh trong sự nghiệp. Khi có vị trí nhất định trong làng giải trí, tên tuổi của Hà My gắn liền với các ca khúc như Xin Thời Gian Qua Mau, Cây Cầu Dừa, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Hoa 10 Giờ. Đặc biệt là vào năm 2006, khi phát hành CD Đời Là Bể Dâu, Hà My đã tiêu thụ được số lượng đĩa kỷ lục và đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới. Lắng không đợi người đi.
lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói thương mãi nghe anh. Em yêu anh chân tình, nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời gì anh. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô gặp một vài áp lực trong cuộc sống và công việc nên đã giải tỏa stress bằng cách dùng chất kích thích rồi thường xuyên lui tới quán bar và vũ trường. Rơi vào cảnh ăn chơi không kiểm soát, Hà My còn có chuyện tình cảm khá lận đận. Từng lập gia đình và có con chung với một nam nghệ sĩ, nhưng cuộc hôn nhân không hôn thú này chỉ kéo dài được vài năm rồi đừng ai nấy đi. Sau này giọng ca 7X cũng tái hôn với một doanh nhân nhưng cũng không có hạnh phúc bền lâu và trọn vẹn. Hiện tại, việc Hà My xác nhận là vợ chưa công khai của Hoài Linh đang gây bàn tán trên nhiều diễn đàn.